6 tháng đầu năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như vận hành ổn định hoạt động của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vệ tinh VNRedSat-1, Trung tâm giám định ADN hải cốt liệt sĩ, hệ thống đài trạm quan trắc trên cả nước. Tại buổi họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo viện cũng thông tin cụ thể về việc bảo đảm tốt hoạt động của hai trung tâm quốc tế dạng 2 về toán học và vật lý dưới sự bảo trợ của UNESCO. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đề án xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao. Đặc biệt, trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã ghi nhận được hơn 100 trận động đất có dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4,7 độ theo thang Mohmen trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Trong số này có 8 trận động đất có độ lớn trên 3,5 độ Richter được thông báo đầy đủ trên các phương tiện thông tin theo quy chế làm việc của Chính phủ. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản, đổi mới hoạt động các trung tâm trực thuộc, tiếp tục đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác với một số đối tác trong các lĩnh vực có thế mạnh của Viện như nghiên cứu khoa học biển, công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, hóa hợp chất thiên nhiên với khu vực ASEAN và các quốc gia có nền khoa học và công nghệ phát triển.